Thì mình tên là Minh. Thì mình có vừa kết thúc một khóa học CFA Level 1 tại SAP. Và mình cũng vừa thi thì may mắn là cũng đạt được top 10%. Thì background của mình thì trước đây mình có tốt nghiệp mà tài chính với cả tâm lý tại Đại học St. John ở New York. Và hiện tại thì mình đang làm bên lĩnh vực y tế. Thì cụ thể hơn là mình là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp. Thì mình phụ trách một cái lĩnh vực tài chính và tất cả những lĩnh vực về không chuyên môn ở trong một cái cơ sở y tế, thì bao gồm phòng khám đa khoa và viện dưỡng lão. Thì hiện tại là về công việc của mình thì cũng khá tương đối ổn định rồi, thì mình cũng có thể dành ra được một chút thời gian để có thể học thêm được cái gì đấy. Thì mình quyết định học CFA để có thể thứ nhất là vì background CFA của mình thì mình cũng muốn tìm kiếm lại những cái kiến thức cũ của mình, và thứ hai là mình cũng muốn học thêm được một cái gì đấy mới. Phương pháp học thì thực sự thì khi mà mình tập trung nghe bài trên lớp ý, thì mình đã nắm được cái lượng kiến thức là khoảng hơn 50% cái lượng kiến thức của bài giảng hôm đấy rồi. Sau khi học trên lớp thì mình sẽ hệ thống lại kiến thức mà mình sẽ đọc lại trên ecosystem và trên LMS để có thể nắm được rõ hơn về bài giảng. Ngoài ra thì mình trước khi mình đi lên lớp ý, thì mình học trước các bài đọc đấy để khi đến lớp mình có câu hỏi để hỏi giáo viên, tương tác với giáo viên thì cái hiệu quả học nó sẽ cao hơn. Và mình thấy thì SAP cũng cung cấp khá là đầy đủ các cái tài liệu học tập, thế là việc của mình chỉ là tập trung học. Thì mình thấy hệ thống LMS rất là tiện lợi. Thì bình thường thì hàng ngày thì mình có một cái thói quen là trước đây thì mình có thói quen lướt Facebook, Instagram, nhưng bây giờ thì về thì lại có thói quen lướt LMS để học bài chẳng hạn. Việc phân bổ thời gian học thì về cơ bản thì mình sẽ cố gắng là tập trung là khi mà học bài nào ấy, thì mình sẽ gọi môn đấy, học môn nào thì sẽ gọi môn đấy. Thì khi mà nghe bài giảng trên lớp và về thì mình sẽ cố gắng wrap up toàn bộ các môn đấy trong cái thời gian học ở trên lớp. Thì xong môn đấy thì mình đã nắm được một kiến thức cơ bản khoảng 70% về môn đấy rồi. Thì sau hết 10 môn thì mình sẽ có một số các buổi revision. Thì mình sẽ cố gắng nâng nó lên tầm 80%. Sau đấy thì mình sẽ làm QBank, mà cái mà SAP cung cấp rất là đầy đủ. Thì và những cái bài tập của SAP. Thì sau đấy thì cái kết quả nó sẽ khá là ok. Trong quá trình học thì mình chủ yếu là sử dụng curriculum với cả LMS của SAP, thì hai cái đấy đã là tương đối đầy đủ. Thực ra thì mình thấy là slide của SAP ý, sẽ tiết kiệm giúp mình tiết kiệm thời gian rất nhiều khi đọc curriculum. Khi mình đọc qua slide của SAP trước thì thứ nhất là slide rất là đẹp, thứ hai là slide đã hệ thống một cách khái quát về kiến thức mình cần học rồi. Thì khi đọc slide của SAP thì mình có một cái khung để mình có thể điền các cái kiến thức sau khi mình đọc curriculum vào đấy, thì cái thời gian học nó sẽ được rút ngắn lại và cái việc học sẽ hiệu quả hơn. Trong tương lai thì rất là khó để nói, nhưng hiện tại thì mình thấy là môn Econ ấy thì sẽ cho mình một cái khái quát, mình cái hiểu hơn rất rõ về cái nền kinh tế. Trước đây thì khi mà nghe một cái bản tin tài chính kinh tế thì có thể là mình chỉ nắm bắt được một phần thông tin rất ít trong đấy thôi. Nhưng mà sau khi học cái CFA Level 1 ấy, và đặc biệt là môn Econ ấy, thì khi nghe các bài tin tài chính kinh tế ở trên thời sự thì mình có thể hiểu hơn, nhìn thấy một bức tranh nó rõ ràng hơn rất là nhiều so với trước đây. Thì với cả khi mà nhìn một cái sự vật hiện tượng mà trong xã hội ấy, thì mình cũng có một cái cách đặt ra câu hỏi để trả lời những cái vấn đề là tại sao người ta làm như vậy và tại sao các doanh nghiệp này lại làm như thế. Thì những cái môn cơ bản thì cũng giúp mình rất nhiều trong cái việc là hoàn thiện cái bức tranh đấy.